chinh phục đỉnh cao của biệt đội tài năng lại diễn ra vô cùng căng thẳng khi số tiền còn lại của bốn đội liên tục giảm dần sau mỗi đêm. Tuần này, các đội phải xây dựng tiết mục theo ý tưởng của một tác phẩm điện ảnh hoặc phim hoạt hình bằng hình thức ca vũ nhạc kịch. Những hình ảnh mới lạ, những giờ tập miệt mài. Hôm nay các bạn tái hiện ở trên đề Phương Thanh, thật sự là thích. Tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về những nhân tố nào? Chặng đua nước rút đã chính thức bắt đầu khi ở tập 10, mỗi đội tiếp tục sẽ có một thí sinh bị loại ra khỏi cuộc chơi. Con tàu này nè, thì anh đã dặn dựng được cái chỗ mà nó gãy đôi ra như vậy, nhưng mà cái mặt đằng trước thì là không thấy là con tàu. Mười bốn thí sinh của bốn biệt đội đã sẵn sàng vào cuộc. Tập 10 chương trình biệt đội tài năng sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật ngày 14 tháng 8 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút ngày 15 tháng 8 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.